chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trai Đồng Bằng. Thì trong cái video này, Đồng Bằng xin phép chia sẻ gửi đến anh chị một cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái vấn đề gia đình của thầy Minh Tuệ. Thì cũng đã một khoảng thời gian lâu rồi, Đồng Bằng không có nói về thầy Minh Tuệ nữa. Thật sự là mình muốn cho thầy Minh Tuệ được yên ổn để tu hành theo cái hạnh nguyện của thầy. Nhưng mà một hai ngày gần đây thì cái vấn đề gia đình của thầy Minh Tuệ nội bộ đang rất là đục đục, và bà con thì đang bàn tán rất là xôn xao. Mạng xã hội thì chia sẻ đầy rẫy những cái đoạn clip em vợ của anh Tuấn, tức là vợ của là Úc Thìn ha, vợ của anh Thìn, thì đã lên mạng để là đấu tố, vạch trần những cái sự thật gì đó, được cho là bên phía là của anh Tuấn. Nói chung là hiện tại thì chia sẻ khá là mạnh mẽ, người ý kiến như thế này, người thì ý kiến như thế nọ. Và đặc biệt á, là dư luận thì họ rất là bức xúc về cái sự việc mà vợ của anh Thìn đã có những cái phát ngôn. Cái này là nói thẳng với anh chị là nhiều người nói rằng là bôi xấu gia đình chồng, bôi xấu hình ảnh cả nhà của thầy Minh Tuệ. Tại vì trong một cái đoạn mà clip đó, thì cái vợ của là anh Thìn có một cái câu nói rằng là công ty lại cái công ty đó lại xuất hiện, cái phim này chưa kết thúc, thầy là một cái món mồi, một cái con mồi béo bở, rồi những cái thông tin nào là vợ Thìn bốc trần sự thật của Tuấn này kia cái nọ đó, những cái cáp, những cái tiếp được gọi như là chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ rầm rộ, khiến cho nhiều người lên tiếng. Nhiều người mà lúc trước là ghét thầy Minh Tuệ đó, bắt đầu là tấn công, chửi bới thầy Minh Tuệ, thậm chí là chửi luôn cả là cha mẹ của thầy Minh Tuệ, chửi anh Tuấn. Thì với cái góc nhìn cá nhân của em á, trong cái sự việc giữa là gia đình của thầy Minh Tuệ, thì em là cái người đầu tiên đã như là đi theo thầy Minh Tuệ từ thầy từ Hà Nội, thầy đi về từ ở trong này tới cái ngày mà thầy là ở Huế và thầy dừng lại, xong rồi thầy về nhà, thì em cũng cùng với một số các anh em cũng đã có đi lên trực tiếp tại cốc của thầy, và cũng đã từng lên tiếng về cái sự việc là mọi người làm ồn ào tại cái cốc của thầy, thậm chí dựng nên những cái câu chuyện, dựng nên những cái nơi như là cây cối rồi đổ đường đan bê tông vào trong nhà của thầy. Thì tụi em cũng đã lên tiếng nói rằng chắc chắn là cái sự việc này nếu mà không chịu dừng lại thì nó sẽ có những cái vấn đề ồn ào. Và tới cái khúc mà cái bà sư cô đó, là sư cô bên Úc mà bị là cái tội mà hộ pháp nó lừa tiền, nó lừa gạt và cơ quan chức năng vào cuộc rồi đó, thì tụi em đây cũng đã cảnh báo rất là nhiều lần nên dừng lại, nên để cho cái sự việc của thầy Minh Tuệ yên lặng. Nhưng mà một cái khoảng thời gian thì em thấy vợ chồng của anh Thìn cũng tạo ra kênh để bán hàng, rồi biến cái cốc đó trở thành một cái nơi như là một cái nơi du lịch vậy. Thì em cũng đã phớt lờ, em bỏ qua nó rồi, bây giờ là coi như xong rồi đó, mình cũng chẳng muốn nói gì. Nhưng mà thời gian gần đây quay trở lại lại nghe là cái chuyện đấu tố gia đình, em cũng có vài lời như thế này. Cái chị vợ của anh Thìn nói rằng là thầy là một cái món mồi béo bở này, thì đúng thật sự thầy là một cái món mồi béo bở, nhưng mà không phải là chỉ riêng là của cái ông Tuấn, mà là cũng của là vợ chồng của chị luôn. Nói thẳng luôn là thầy cũng là một cái món mồi béo bở của cả là vợ chồng chị, chứ cũng chị cũng chẳng là tốt lành gì cả. Tôi nói thật là như vậy. Tại vì sao? Chị cũng gọi như là đem thầy Minh Tuệ ra, hình ảnh là em của thầy Minh Tuệ ra để buôn bán hàng, rồi đi khắp nơi dẫn theo YouTube, đi chỗ nào cũng gắn hình thầy Minh Tuệ. Vậy thì thầy cũng là một cái món mồi của chị rồi. Nói chung là tất cả đều lợi dụng hình ảnh của thầy Minh Tuệ để mà gọi như là kiếm ăn hết, kể cả là ông Tuấn tôi cũng không bên ai. Nói thẳng là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này á, thì đáng lý ra là ở trong gia đình của mình nên giải quyết một cách êm đẹp, chứ không nên là đi lên trên mạng để là đấu tố lẫn nhau, để là chửi bới lẫn nhau, vạch áo cho người xem lưng. Càng làm thì càng ảnh hưởng tới thầy Minh Tuệ, thậm chí là có người là còn chửi luôn là cả là cha mẹ của thầy Minh Tuệ. Mà tôi nghe nói rằng là cái cô này cũng có cái hướng là chửi cha mẹ gì đó, tôi không biết. Nhưng mà làm như vậy
dù sao đi chăng nữa thì cái cô vợ của anh Thình cũng chỉ là một cái người em dâu thôi ha. Tức là nếu mà tôi nói nặng nói nhẹ đó thì là em vào dâu, còn nói nặng cũng chỉ là người ngoài tập ha, cũng chỉ là dâu thôi, dâu là người ngoài không phải là trong nhà. Nhưng mà đã rước về nhà rồi thì mình nói là cũng cho bàn không chỉ gia đình. Nhưng mà tôi nói anh Thình thì quá nhung nhược, không có lên tiếng để nói cho người vợ mình được. Tại sao lại để cho người vợ của mình lên đấu tố anh em ở trong gia đình? Nếu như ông Tuấn ổng có cái gì đó sai thì mình tới trực tiếp mình đối chất gặp ông Tuấn, chứ đâu có phải là mình đi lên trên mạng để mình đấu tố rồi mình chửi như vậy, mình nói như vậy. Biết thật sự là mình trong cái lương, trong cái tâm của là ông anh mình có suy nghĩ như vậy hay không, mình nói như vậy thì rạn nứt tình cảm gia đình. Mà ông bà là người có ăn có học, ông bà là người lớn, chắc chắn rằng ông bà cũng sẽ không muốn là thấy được là cái hình ảnh là những người anh em trong gia đình đấu tố lẫn nhau. Rồi những cái sự việc chị kể ra thì mình nghe đó, nhưng mình cũng không biết là có sự thật hay là không. Như là cái chuyện là đưa ông thầy giấu ông thầy gì đó, rồi lúc mà ông thầy được đưa ra khất thực, mấy anh em bảo vệ vui như chim sổ lòng gì đó. Tôi không biết là thầy ở với ai thì thầy vui, thầy ở với ai là tốt. Nhưng mà em thấy rằng là những người này nên im lặng, nên rút lui khỏi mạng xã hội, đừng có làm ồn ào nữa. Rất là nhiều người đã lên tiếng rồi, cộng đồng bây giờ là người ta bức xúc, là bức xúc vợ của anh Thình có những cái lời nói không tốt, không tốt đẹp về gia đình phía bên chồng. Còn riêng về cái ông Tuấn đó, ông làm gì thì nói chung là cũng đã có các, cho dù cái công ty đó đi thì người ta mở ra thì cũng đã có là giấy tờ rồi. Nhưng mà em thấy là làm như vậy thì có dính dáng hình ảnh của thầy Minh Toàn, cũng không tốt cho thầy. Những người mà người ta ghét thầy thì người ta sẽ kiếm cớ để kiếm chuyện ha. Nhưng mà đâu với em muốn nhỏ thì cũng do truyền thông, đúng không? Cũng vợ chồng anh Thình cũng làm kênh, rồi cũng bán hàng, rồi cũng lôi thầy vào. Lúc trước là thầy nói rằng là không có nhận bất cứ những cái tiền bạc gì cả, cha mẹ của thầy cũng vậy, cả gia đình cũng vậy. Nhưng mà nghe đồn cái thông tin là vợ của anh Thình nhận vàng, tiền mà Thường Quân cho đầu cả trăm triệu, rồi làm sân làm bọng gì cũng tiền cũng nhận được cái nọ, tùm lum là ồn ào. Vậy thì ai là cái món bò béo bở đây ha? Thật sự là mình rất là thất vọng ha. Nhiều người người ta bình luận, người ta nói là gia môn bất hạnh, anh em người ta yêu thương nhau hòa thuận vui vẻ, mà trong nhà lại có đứa em dâu thiếu hiểu biết nhưng thừa sân si, rồi thiếu lễ độ nhưng thừa miệng lưỡi. Mọi người sẽ thấy ăn theo cái drama của cô em dâu quý quá này sẽ là những màn châm chọc phỉ báng của bọn ghét thầy Minh Tuệ. Là phận dâu con, muốn nói gì thì về nói với chồng mình, chuyện của gia đình chồng và anh chồng không tới phiên mình lên tiếng, khi cha mẹ chồng lại là vị chân tu. Nếu mình là người được giáo dục tử tế thì không bao giờ lại đi gây sóng gió thị phi như này. Cô nói đúng, phim sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi cô biết tu tâm dưỡng tính, biết từ bỏ tham sân si. Ai đúng sai không cần biết, phải đem ra cho cả nước phân xử. Tôn trọng người khác chính là đang tôn trọng bản thân mình, còn ngược lại thì cô chẳng đáng để được thiên hạ quan tâm. Đó là những cái bình luận. Nhìn mặt cô này là biết rồi, rất tiếc cho cô được ở trong một gia đình có Phật mà là tâm ma. Thầy là bậc giác ngộ rồi, không ai có thể hại thầy hay lợi dụng thầy. Nói chung là tôi biết là anh Thình thì rất là nể hay là sợ thì không biết, nhưng mà vợ của anh Thình mà ho cái là anh Thình không dám chống cự gì đâu, nói thiệt là như vậy. Nhiều người nói rằng là cháu ơi, cháu còn nhỏ hơn cả con út cô góp ý với cháu thật lòng, nếu cháu muốn xa lìa chồng con, muốn phá nát cái gia đình mà cháu đang vun đắp thì cháu cứ tiếp tục lên mạng nói về gia đình thế này. Còn nếu cháu muốn có chồng con ở bên mình và hạnh phúc im ấm thì cháu hãy dừng ngay việc này lại nhé, kẻo hối không kịp đâu cháu ạ. Lúc đã mất hết tất cả vì cái mồm thì ân hận cũng không được đâu, mong cháu sớm nhận ra. Đó, rất là nhiều người người ta gọi như là đã lên tiếng để mà gọi như là nói gửi đến là cho là cái cô vợ đó, cô vợ của Út Thình. Thì nói chung là em cũng đã rời drama của thầy Minh Tuệ khoảng một thời gian khá lâu rồi. Có nhiều cái vấn đề thì em cũng đã lên tiếng khuyên mọi người
là tránh cái vấn đề là tập trung để đi kiếm thầy. Rồi cái chuyện cái cốc mình cũng đã nói rồi, đóng cái cốc lại để đừng có biến nơi đó trở thành một cái nơi du lịch. Nhưng mà họ vẫn không nghe, họ vẫn cố tình làm hoài. Rồi bây giờ là tạo kênh bán hàng, rồi một số những người đi theo lấy hình ảnh của thầy này kia nọ. Đây không phải là giúp thầy, đây không phải là những người thật sự. Không kết thúc câu chuyện mà họ là làng càng làm thêm cho các câu chuyện này nó bay cao bay xa, làm cho mọi người gọi như là cứ quan tâm. Mà một cái điều đặc biệt là thí dụ như mà là vợ của Út Thịnh, nếu như mà có thấy cái gì đó sai trái thì có thể đến trực tiếp gặp là cái ông anh chồng của mình để nói chuyện, đúng không? Chứ không có mà đưa nhau đem nhau lên trên mạng để mà bêm nhau và nói những cái điều mà như vậy được, ha? Dù gì thì nó cũng là gia đình mình, đúng không? Nếu mà nói ra kiểu đó vạch áo cho người xem lưng rồi người ta dòm thì chắc người ta khen vợ của anh Thịnh là chị này tốt hay chị này hay, không có, người ta cũng chửi. Nếu mà bà nói rằng là cái ông anh chồng mình là gọi như là thấy thầy Minh Tuệ là một con mồ béo bở, thì bà cũng đang sử dụng hình ảnh của thầy, đang sử dụng tên tuổi của thầy, bà cũng đang bán hàng, bà cũng đang kiếm tiền cho hình ảnh của ông thầy. Chỉ dẫn khác nào ta nói là ghen ăn tức ở với nhau, cho nên là mới xảy ra một cái câu chuyện như vậy, ha. Đi sân si với là cái người anh chồng. Mà còn cái vấn đề của là cái ông anh chồng, cho dù là ổng có xem thầy Minh Tuệ như một cái miếng màu béo bở đi, nhưng mà ít ra ổng cũng chưa lên mạng để ổng gọi như là chửi em Út, ha. Chừng nào mà ổng lên mạng ổng chửi em Út, ổng nói xấu gì em Út đi, thì lúc đó là em Út hãy lên tiếng. Còn cái đằng này là chưa, ha. Đằng này là cũng như là chưa có nói gì, mà mình lên mình nói như vậy thì chẳng khác nào là mình bôi xấu gia đình. Nói chung là mình rất là thương cho thầy Minh Tuệ và thương cho cha mẹ của thầy Minh Tuệ. Hai ông bà là người cực kỳ hiền lành, sống rất có đạo đức. Qua những cái tiếp xúc hình ảnh trên mạng là chúng ta, hai ông bà không bao giờ muốn kiếm chuyện với ai đâu, cũng không muốn gia đình xào xáo như thế này. Nhưng mà không biết lý do gì mà cái cô vợ này đã sống trong một cái gia đình, phải gọi mình nói là đạo đức là có thừa đó, sống một cái gia đình quá tốt đẹp. Mà không biết là tại sao mà cái chị vợ của anh Thịnh lại sống mà sân si như vậy, đi gọi như là lên đấu tố kiếm chuyện với là cái người anh của mình. Ông ở công ty thì cũng chẳng liên quan, chừng nào mà ông dành thì mình sẽ ông độc quyền ăn mình ổng, hiểu quá hãy chửi. Còn lần này mình thấy chưa gì cả mà tại sao lại làm như vậy, ha. Quá trời quá đất là mọi người đều quay lưng với là vợ của anh Thịnh. Người ta nói là nhìn từ đầu đã thấy là vợ chồng mình trục lợi từ thầy rồi, nhận sự hỗ trợ đầy đủ mọi cách từ Mạnh Thường Quân, như làm đường, làm rào, làm sân các kiểu, thì thấy là không đúng rồi. Mình đã có coi như là nhận những cái quà cáp rồi, thì mình đi lên mình nói người ta là coi thầy Minh Tuệ như miếng màu béo bở, thì chẳng khác nào mình đang nói mình, mà đó là những người thân trong gia đình của mình đấy chứ. Trời, tôi nghe là tôi cũng muốn té ngửa đó. Cho nên hôm nay là em làm cái clip này để gửi cho vợ anh Thịnh, mình hãy dừng lại đi chị ơi, ha. Chị hình như là cũng dân miền Tây gì đó, tôi nghe nói vậy, nhưng mà tôi khuyên chị là nên dừng lại, tại bây giờ là dư luận không có ai mà bênh vực cho chị cả. Đồng ý là thí dụ như chị nói nhưng có cái phần đúng phần sai, cũng có phải là có đúng ở trong đó, nhưng mà đây là cái chuyện trong nhà, mình nên đóng cửa để nói chuyện. Anh Thịnh cũng vậy, nên dạy vợ của mình lại, nên đóng cửa lại, tập hợp gia đình mình lại. Gia đình mình có ăn có học mà, ngồi lại với nhau để mà nói chuyện. Khi nào mà không tìm được tiếng nói chung nữa, cảm thấy là có ai lợi dụng thầy Minh Tuệ hay là làm cái gì đó sai trái, không đúng mà với pháp luật này, cái nọ, thì có thể đơn từ hoặc đối diện với nhau trên cơ quan chức năng. Chứ đâu mà đi lên trên mạng để mà đấu tố như vậy. Thầy Minh Tuệ đã buông bỏ hết rồi, thầy cũng không cần. Ai muốn lợi dụng thầy kệ, thầy cũng chả cần quan tâm. Tại sao mà mình lại đi lên mình la như vậy, trong khi là những người ngoài họ lợi dụng thầy thì mình không nói, đúng không? Rồi, thì đó là một số những cái chia sẻ của em trong cái video này, gửi riêng đến cho vợ của anh Thịnh. Và chắc chắn rằng em sẽ tiếp tục quay trở lại để là nói về cái đề tài này, nếu như mà vợ anh Thịnh vẫn không có cái lời gì đó lên tiếng để xin lỗi cộng đồng, xin lỗi đến những người nhà của mình, thì chắc chắn rằng sẽ còn nhiều những cái chia sẻ nữa. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Em cũng xin phép tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.